Xin chào các bác đã đến với kênh Kia Xe Đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay lên cho các bác mẫu xe đạp địa hình Gian ATX Pro, một dòng xe đạp thương hiệu Gian. Và đây là bản xuất đi thị trường Mỹ. Xe được sử dụng bộ chuyển động full Shimano Alivio giảm sóc hơi đến từ Ebicon SR Suntour. Vành bánh là 26 inch khung nhôm. Toàn bộ khung là khung nhôm và nước sơn nguyên bản này. Màu sơn các thứ tông màu còn rất là đẹp các bác nhé, các bác có thể nhìn trên hình. Hầu như là rất ít vết xước, chỉ có những cái vết xước nhỏ rất dăm đã qua quá trình sử dụng và là xe bãi nhập khẩu về không thể tránh khỏi. Đấy, còn là từ nước sơn đến tổng thể khung thì cũng còn là tương đối là đẹp. Đây là thương hiệu Gian, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng ở tại thị trường Việt Nam rồi. Dòng ATX Pro, đây là một dòng xe xuất khẩu sang Mỹ, xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ghi đông phốt tăng zin, có cả tem zin này, có cả tem luôn đấy. Phanh đĩa cơ cũng là của Shimano Alivio luôn, phun hết một bộ từ chuyển động, từ bộ chuyển động đến phanh và được sử dụng thêm bộ giảm sóc hơi của Ebicon SR Suntour nữa các bạn. Một cái cấu hình rất là ổn, tem made in Taiwan này. Một cái cấu hình rất là ổn, trong cái tầm giá đang bán thì là 7.900.000. Đấy, các bạn có mua chiếc xe này về để đạp thể dục thể thao gì rất là ngon này. Đấy, bộ phanh cơ cũng của Shimano. Nhưng mà các bác nhìn phanh cơ nhưng mà rất là xịn nhé. Mayer Shimano trước sau. Vành bánh là 26 inch, vành của Alex Jim. Vành Alex Jim cũng là một thương hiệu của Mỹ các bác nhé, sản xuất tại Đài Loan này. Lốp Maxxip, đây là lốp lốp này là 26 x 2.1, đây một cái bản lốp rất là to. Đấy. Với cái bản lốp to này thì các bác nhìn chiếc xe nó rất là cân đối. Đây, tổng thể xe nó rất là cân đối. Hình này thì rất là ngon rồi, những trang bị rất là xịn, trang bị trên chiếc xe full một bộ cấu hình Shimano Alivio giảm sóc là hơi. Rồi thì khung rồi vành toàn bộ là được sản xuất tại Đài Loan. Giờ sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa yên là 43 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt là 54 cm. Thì chiếc xe này có cái size đó cũng tương đối là nhỏ, dành cho các bác đi từ khoảng 1m62-63 72-73 đi phù hợp. Chuyển động thì rất là ngon này, xuống cực kỳ mượt mà.
Thì chiếc xe đang được bán với em mức giá chỉ có là 7.900.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác những video lần sau.